Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 41. Phước cho người nào đói đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. Những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác mà rằng, nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Nếu có người đến thăm tôi bèn nói những lời dối trá, lòng nó chứa cho nó gian ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại. Hết thảy những kẻ ghét tôi đều sầm xì nghịch tôi, chúng nó toan mưu hại tôi. Một thứ bệnh ác dính đeo trên mình nó, kìa bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Đến đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi, cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. Song nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. Chương 3. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm hai người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại
đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về, cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng: các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Chương 9. Qua ngày thứ 8, Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Israel, rồi dạy A-rôn rằng: hãy bắt một con bò đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, đều không tì vít chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: các ngươi hãy bắt một con dê đực làm của lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con không tì vít chi một tuổi đặng dùng làm của lễ thiêu, một con bò tơ, một con chiên đực đặng dùng làm của lễ thụ ân để dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, và một của lễ chay chế dầu, vì ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Vậy họ dẫn đến trước hội mạc những vật Môi-se đã dặn biểu, rồi cả hội chúng đến gần đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se nói rằng: đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn rằng: ngươi hãy đến gần bàn thờ, dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và vì dân sự làm lễ chuộc tội. Lại cũng hãy dâng của lễ của dân sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. A-rôn bèn lại gần bàn thờ, giết bò con đực dùng làm của lễ chuộc tội. Các con trai người đem huyết đến, người nhúng ngón tay vào, bôi trên các sừng bàn thờ, rồi đổ huyết dưới chân bàn thờ. Người lấy đem xông trên bàn thờ mở hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan của con sinh tế chuộc tội, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Còn thịt và da người đem ra thiêu ngoài trại quân. Đoạn người giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem huyết đến, người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem cho A-rôn thịt của lễ thiêu xả ra từ miếng và đầu, rồi người xông hết trên bàn thờ. Đoạn người rửa bộ lòng và các giò, đem xông trên của lễ thiêu nơi bàn thờ. Người cũng dâng của lễ của dân sự, bắt con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội cho dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, y như của lễ đầu tiên. Lại người cũng dâng của lễ thiêu theo luật lệ đã định. Kế đó người dâng của lễ chay, trút đầy bụng tay mình, đem xông trên bàn thờ, ngoại trừ của lễ thiêu hồi ban mai. Người cũng vì dân sự giết con bò tơ và con chiên đực làm của lễ thù ân. Các con trai A-rôn đem huyết đến và người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem đến cho người mỡ của con bò tơ và con chiên đực, đuôi, mỡ trên bộ lòng, hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan, để những mỡ này trên o, rồi xông mỡ nơi bàn thờ. Đoạn, A-rôn lấy cái o và giò hữu đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Môi-se đã dặn biểu. A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước cho. Sau khi dân của lễ chuộc tội, của lễ thiêu và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất. Chương 10. Hai con trai A-rôn, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ.
Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Mô-sê bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Mô-sê gọi Mi-sa-ên và En-sa-phan, hai con trai của U-si-ên, chú của A-rôn mà dạy rằng, hãy lại gần, khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy, họ đến gần, khiêng thay còn mặc áo lá trong, ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng? Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng, vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh sai, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dẫn cho. Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma là hai con trai A-rôn còn lại mà rằng, hãy lấy của lễ chay còn dư lại về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và hãy ăn đi, không pha men, gần bàn thờ, vì là một vật chí thánh. Phải ăn của lễ này tại nơi thánh, vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. Còn cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò dâng dơ lên, ngươi, các con trai và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi do những của lễ thù ân của dân Israel. Họ sẽ đem đến cái giò dâng dơ lên và cái o dâng đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu hóa để dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật lệ đời đời y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai A-rôn còn lại và nói rằng, sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh, vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, huyết nó không có đem vào trong nơi thánh, quả đáng các ngươi ăn sinh lễ trong nơi thánh, y như lời ta đã dặn biểu. Nhưng A-rôn đáp rằng, kìa, ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va. Và sau khi việc rủi này xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải. Chương 11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy nói với dân Israel rằng, trong các loài vật trên mặt đất, này là những con các ngươi được phép ăn. Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không. Con lạc đà, nó nhơi nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con chuột đồng, nó nhơi nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con thỏ rừng, nó nhơi nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con heo, nó có móng rẽ, chân chia hai, nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó, phải cầm là vật không sạch. Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn là loài vật nào, hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông, có vây và có vảy. Phàm vật nào hoặc dưới biển hoặc dưới sông, tức các loài sinh sản trong nước mà không có vây và chẳng có vải, thì các ngươi không nên ăn,
phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Những loài này khá lấy làm gớm ghiếc cho mình, chớ nên ăn thịt nó, và hãy cầm thây nó là điều gớm ghiếc. Các loài vật nào ở trong nước không có vây và chẳng có vải thì phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc không nên ăn là chim ưng, chim ngạc, ó biển, chim lão ưng và con diều, tùy theo loại chúng nó. Các thứ quả, chim đà điểu, chim uột, chim thủy kê, chim bọt cắt và các loại giống chúng nó, chim mèo, chim thằng cọc, con cò quắm, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, con cò, con diệt và các loại giống chúng nó, chim rẽ quạt và con dơi. Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất, là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loại côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc. Các ngươi sẽ vì loại đó mà bị ô uế. Ai đụng đến xác chết loài đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Ai mang xác chết loài đó phải giặt áo sống mình và bị ô uế cho đến chiều tối. Các thú nào có móng rẽ ra nhưng không có chân chia hai và không nhơi, tất phải lấy làm ô uế cho các ngươi. Ai đụng đến sẽ bị ô uế. Trong giống đi bốn cẳng, hễ con nào đi trên bàn cẳng thì kể là không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang xác chết nó sẽ giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Các loài đó là không sạch cho các ngươi. Trong loài đi bò trên mặt đất, này là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi. Con chuột nhủi, con chuột lắc, con rắn mối, tùy theo loại chúng nó. Con cắt kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắt ké. Trong các loài côn trùng, những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Bất luận vật nào, hễ loài này chết rớt nhầm trên thì đều bị ô uế. Hoặc đồ bằng cây, áo sống, da, bao, tức các vật người ta thường dùng, phải ngâm đồ đó trong nước, sẽ bị ô uế cho đến chiều tối rồi mới tinh sạch lại. Nếu vật chi của nó rớt nhầm đồ sành, các vật chi đựng ở trong đều sẽ bị ô uế, phải đập bể đồ sành đó đi. Phàm đồ ăn nào và các vật uống, mặc dầu để trong đồ sành nào mà bị nước đồ sành đó nhiễu vào, sẽ lây ô uế. Phàm vật nào bị một vài miếng xác chết nó rớt nhầm, sẽ lây ô uế. Dầu lò, dầu bếp cũng phải phá tan. Nó đã bị ô uế, các ngươi phải cầm nó là ô uế vậy. Còn một cái suối hoặc một hồ chứa nhiều nước đều cứ được kể tinh sạch, nhưng hễ ai đụng đến xác chết nó thì sẽ lây ô uế. Nếu vật chi của xác chết nó rớt nhầm trên hột giống nào người ta gieo thì hột giống đó cứ kể tinh sạch. Nhưng nếu người ta có đổ nước trên hột giống đó và nếu vật gì của xác chết rớt nhầm thì hột giống đó sẽ bị ô uế cho các ngươi. Khi một con thú nào các ngươi được dùng làm thực vật chết đi, hễ ai đụng đến xác nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào ăn thịt của xác nó phải giặt áo sống mình và bị lây ô uế cho đến chiều tối. Còn ai khiêng xác nó sẽ giặt áo sống và bị ô uế cho đến chiều tối. Phàm loài côn trùng nào bò trên mặt đất đều là sự gớm ghiếc, không nên ăn thịt nó. Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng đi bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc. Các ngươi chớ vì một con nào trong loài côn trùng mà lây cho thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Jehovah, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh. Đó là luật lệ về loài súc vật, loài chim trời, các sinh vật động dưới nước và các loài côn trùng trên mặt đất, để phân biệt con không sạch với con tinh sạch, con thú ăn được cùng con thú không ăn được.
chương 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sinh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày như trong kỳ kinh nguyệt. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày đang khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Còn nếu người sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần như trong kỳ kinh nguyệt, phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con 1 tuổi đặng làm của lễ thiêu và một bò câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người, sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sinh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thể lo cho có một chiên con thì phải bắt 2 chim cu hoặc 2 con bò câu con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người và người sẽ được sạch. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.